Xin chào các bạn, mình là Mũi đây, cùng xem quá trình sinh ra và lớn lên rồi đi đốt mọi người của mình thế nào nha. Đầu tiên là trứng, mình sẽ đẻ trứng ở mặt nước tù đọng hoặc bất kỳ nơi ẩm ướt, ít ánh sáng. Mỗi lần từ 150 đến 200 trứng, và trứng của mình sẽ nở sau 48 giờ. Sau khi nở mình sẽ trở thành bọ gậy đó các bạn, mình sẽ sống ở nơi nước động như ao bèo, ở ruộng lúa, cống nước. Chúng mình không chân, chỉ có đầu và thân, di chuyển trong mặt nước bằng cách uốn mình cơ thể, nên do đó mọi người gọi mình là loang quang. Mình sống và chờ từ 1 đến 2 tuần để chuyển sang giai đoạn mới. Trong thời gian phát triển này, thì thức ăn của chúng chính là vật ký sinh, vi khuẩn, ảo, nhộng. Nhộng là giai đoạn thứ 3, cũng là giai đoạn gần kết thúc hành trình lột xác thành muỗi trưởng thành. Chỉ mất 2 ngày mình từ nhộng biến thành muỗi trưởng thành và có thể đi hút máu mọi người. Muỗi trưởng thành, mình trưởng thành rồi, đây là giai đoạn cuối của vòng đời của mình. Ngay từ khi là muỗi bé, mình có thể đi hút máu của mọi người để dưỡng nuôi cơ thể. Khi đủ lớn mình lại tiếp tục đẻ trứng, đẻ hàng ngàn trứng non một lần. Cứ thế mình sẽ sinh sôi và phát triển. À, mình mách nhỏ với các bạn là chủ kênh có cung cấp chế phẩm diệt được cả họ nhà mình, từ lúc trong trứng, loang quang đến muỗi trưởng thành đó, bấm vào gian hàng nha mọi người, toàn hàng nhập khẩu đó các bạn.